Hello tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã tới với tập đầu tiên của series Dead by Daylight Adventure. Hello mấy bờ gồ laser nhé. Trong tập 9 của series Dead by Daylight Adventure. Hello mấy bờ gồ laser nhé. Ở tập thứ 34 của series Dead by Daylight Adventure. Hello mấy bờ gồ laser nhé. Ở tập thứ 68 của series Dead by Daylight Adventure. Hello mấy bờ gồ laser nhé. Ở tập thứ 100 của series Dead by Daylight Adventure thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi chứ. Vậy là tôi đã hoàn thành xong tập thứ 100 của series Dead by Daylight Adventure. Tập đầu tiên thì ra mắt vào ngày 7 tháng 2 năm 2021. Tới bây giờ thì cũng đã hơn 3 năm rồi. Thật sự thì cái ngày mà tôi tạo ra cái series này, tôi không bao giờ nghĩ là nó sẽ tới được tập thứ 100 anh em. Bỏ ra rất là nhiều thời gian, công sức, rồi cũng phải đánh đổi rất là nhiều thứ để mà có thể tới được tập thứ 100. Nên cũng có thể coi là một cái cột mốc rất là đáng nhớ. Nên ở video đặc biệt kỷ niệm này thì sẽ không có gameplay, mà tôi sẽ nói những chuyện mà tôi chưa từng bao giờ nói về cái series Adventure này, cũng như là trả lời câu hỏi thắc mắc và nói về định hướng tương lai hoạt động của kênh. Thì trước khi vào phần đó thì không thể nào quên cảm ơn những anh em đã donate cho tôi ở video trước. Cảm ơn bạn Sát, bạn Mất, Mất lại donate nữa. Cuồng tôi quá rồi nha. Giỡn thôi chứ cảm ơn ông rất là nhiều. Bạn Khôi Nguyễn, bạn Thanh Lê và bạn Quang Nguyễn. Bạn Quang Nguyễn là donate cho tôi ở video một năm trước á, chứ không phải là video trước. Hôm nay tôi filter ra thì mới thấy. Và cảm ơn bạn Hằng, đặc biệt là bạn Vinh Nguyễn đã donate tới tận 10 đô. Cảm ơn sự ủng hộ của các anh em rất là nhiều. Rồi bây giờ tôi muốn nói về cái lý do mà tại sao tôi lập nên cái series Adventure. Thì hồi trước, chắc nhiều anh em cũng đã biết là tôi bắt đầu bằng việc livestream chứ không phải làm video. Tôi livestream là từ năm 2020 á. Nhớ lại thời đó là coi như cũng quyết tâm dữ lắm á. Mấy em suy nghĩ là đi làm một ngày 8 tiếng rồi ha, là tối về là 7 giờ 15 rồi đó. Ăn uống, tắm rửa, dọn dẹp đồ các thứ. 8 giờ 45 là lên ngồi livestream. Livestream tới 9 giờ 45 là xong K1, rồi 10 giờ tới 11 giờ là K2. Không những vậy, thứ bảy chủ nhật còn có K3 nha, là lúc từ 3 giờ rưỡi tới 4 giờ rưỡi sẽ là K3 ngày thứ bảy chủ nhật. Nhớ nhiều bữa livestream xong 11 giờ là mệt muốn đờ người luôn á mấy ông. Nhưng mà tôi không biết tôi lấy sức đâu ra mà livestream xuyên suốt hơn một năm như vậy được. Nhớ lúc đó là cố gắng là cũng cố gắng dữ lắm rồi á, mà số người xem stream của mình nó cũng y chang như mấy ngày đầu, cũng 2-3 người xem. Mà một trong số những người xem đó là tôi á. Tôi dùng điện thoại của mình bật stream của chính tôi luôn để xem có ai mà comment á thì mình trả lời. Đầu buổi stream thì tôi chat trước là hai anh em á, rồi tôi để đó. Nhưng mà nhiều hôm chả có ai vô, cứ ngồi đó stream kiểu mình xem stream mình coi á. Em mà lúc đó an ủi cái là tôi cũng có fan cứng nha mấy ông. Hồi đó tôi nhớ là có em cái nick tên là Meo Meo với một em nick tên là Vi á, thường hay vô xem stream của tôi. Tới tận bây giờ luôn nha, thỉnh thoảng thì vẫn còn thấy hai em vô comment ở những cái video của tôi. Đó thì tình hình livestream một năm mấy mà nó như vậy là mình biết là mình có vấn đề đó, là giờ phải thay đổi cái gì đó. Livestream thì mấy ông biết nó dài mà đâu phải lúc nào cũng là cao trào thu hút liền đâu, cũng có những cái khoảng lặng mà tôi không có người xem để mà tương tác, không ai comment gì hết trơn, nên nhiều lúc tôi cũng chả biết nói gì. Một phần là nhiều lúc tôi chơi tập trung quá nên tôi không có bình luận. Hoặc nhiều hôm tôi mệt hoặc chuyện công việc đồ ê hề. Mình ngồi đây stream mà đầu óc mình để nó đâu đâu. Đó, thì chính vì những cái lý do đó tôi mới suy nghĩ là hay là mình thử mình làm video đi. Làm video á thì tôi có thể lựa chọn những cái đoạn highlight và tôi cắt bớt những cái phần thừa. Ngoài ra thì tôi cũng có thể chèn thêm hiệu ứng âm thanh, hoặc là nếu mà bình luận lỗi thì mình có thể thu lại cái bình luận. Thì nghĩ là làm. Vậy là tập 1 của series Dead by Daylight Adventure đã ra đời như vậy đó anh em. Ở cái tập này, cái trận đầu tiên là tôi chơi đối kháng với con Godfrey.
Đó cũng là một trong những trận mà tôi thích nhất trong cái series Avengers này nè. Giờ ngồi dòm lại cái thumbnail đấy nó vẫn bựa như ngày nào. Không biết lúc đó sao tôi suy nghĩ ra cái idea này ra. Hồi đó mới không biết lúc mà làm cái thumbnail này là nó rất là vất vả. Không phải ở giai đoạn Photoshop mà ở giai đoạn mà bâu dáng nhân vật á. Hồi đó tôi nhớ tôi sử dụng cái phần mềm tên là Esna Lara. Phần mềm đó thì model nhân vật thì đã người ta chia sẻ sẵn trên mạng rồi, chỉ cần tải về, nhưng mà bâu dáng nhân vật ra sao là mình phải tự điều chỉnh. Cái phần mềm đó thì nó rất là lỗi thời luôn á, mà gặp tôi chưa có quen sử dụng nó nữa. Tôi nhớ là tôi ngồi tôi chỉnh chỉnh rồi dặn dặn cái thứ hơn 3 tiếng là ít nha, thì nó mới ra được cái thành phẩm mà anh em thấy trên cái thumbnail như vậy. Cực thì đúng là nó cực thiệt á, nhưng mà dòm lại cái thành quả thì mình thấy cũng hay, cũng vui. Sau khi phát hành cái video này á thì tôi vẫn tiếp tục livestream nha, nhưng mà tình hình nó không có thay đổi gì luôn á. Cái video này lượt view lúc đó cũng lẹt đẹt y chang như mấy cái livestream của tôi luôn. Tôi mới làm tiếp những cái video nữa, như là video 4 part cho người mới chơi, rồi tập 2, tập 3 của series Avenger. Song song với đó thì tôi vẫn tiếp tục livestream, nhưng mà tình hình nó vẫn như vậy. Ngay cả cái video mà 4 part cho người mới chơi á, tôi rất là đặt hy vọng luôn. Tôi thậm chí còn ghim nó lên cái trang chính của kênh của mình, mà tới tận bây giờ anh em cũng còn thấy đó. Nhưng mà không có bất kỳ cái sự tiến triển nào hết. Lúc đó tôi stream thêm một thời gian nữa, rồi tôi nghỉ anh em, không stream nữa. Lúc đó là định nghỉ YouTube rồi đó. Cũng thất vọng mà đúng không? Làm thì mình cũng đã ráng hết sức để mình làm rồi, mà kết quả thì nó cứ lẹt đẹt như vậy á, vừa thất vọng mà vừa nản nữa. Nhưng mà cái điều mà khiến tôi quay lại một lần nữa là tôi cảm nhận là mình còn có thể làm tốt hơn được. Bây giờ nếu mà quay trở lại tiếp tục dồn công sức thời gian để làm video á, thì không có gì chắc chắn là mình sẽ tiến triển được. Nhưng mà cái điều chắc chắn đó là sau này nếu mà tôi suy nghĩ về cái quãng thời gian làm video á, thì tôi sẽ không có gì để tiếc hết. Tại vì tôi đã ráng hết sức có thể, làm hết những gì mình có thể làm, mà nó vẫn không được thì coi như là mình không có duyên thôi. Còn bây giờ nếu mà tôi vẫn còn có thể làm được tốt hơn mà tôi không làm á, thì sau này nghĩ lại chắc chắn là tôi sẽ tiếc dữ lắm. Suy nghĩ như vậy chính là động lực để mà tôi trở lại để thử một lần cuối cùng. Và cái content mà tôi chọn làm, mà cái nội dung này tôi biết chắc chắn sẽ hút view, đó chính là top 10 killer mạnh nhất của game này. Thường mấy cái dạng content mà top 5, top 10 mấy ông để ý nó sẽ rất là ăn view, mà top 10 killer mạnh nhất thì nó không chỉ riêng những người chơi Dead by Daylight, mà không chơi Dead by Daylight cũng có thể thấy cái chủ đề này nó thú vị. Việc biên soạn nội dung video này nó diễn ra cũng rất là thuận lợi. Tại vì cái lúc đó tôi cũng đã chơi game này lâu rồi, nên kiến thức của tôi về con game này cũng khá là nhiều, cộng thêm research thêm trên mạng nữa. Cái thumbnail mà mấy ông đang thấy á, là một trong những cái thumbnail mà tôi cảm thấy ưng ý nhất trong những cái thumbnail mà tôi từng làm luôn á. Rồi từ cái video này thì mới thật sự là nơi tình yêu bắt đầu này mấy ông. Lúc đó tôi nhớ là sau 2 ngày là tôi được 110 mấy view ấy. 110 mấy view lúc đó với tôi là rất là lớn nha. Tại vì nhiều video để cả tháng trời mà chưa lên nổi 100 view nữa, nó cứ 20-30 thôi. Đó, thì sau cái bước đầu tiên đó, nó lại có một cái may mắn nữa. Ở thời điểm đó thì cái chapter Resident Evil của Dead by Daylight nó ra mắt mấy ông. Không biết ở Việt Nam mình thì ra sao, nhưng mà cái chapter đó là nó gây được tiếng vang rất là lớn ở nước ngoài mấy ông. Tại vì cộng đồng fan của cái con game Resident Evil đó thì rất là lớn. Mà thời điểm 3-4 năm trước, Dead by Daylight không là cái đinh gì nếu mà so sánh với Resident Evil đúng không? Thời điểm nó ra mắt là tháng 6 năm 2021, là mấy ông thấy trên Steam chẹt á, lượng người chơi lúc đó tăng mạnh luôn. Tôi lúc đó mới ra một cái video mà dạng tin tức, đó là giới thiệu chapter Resident Evil, killer mới rồi survival mới, map mới bla bla. Cái video này ra không phải kiểu như chớp thời cơ hay tính toán ra thời gian đó cho nhiều view như cái video mà top 10 killer đâu nha mấy ông.
Cái video này đơn giản là thấy chapter mới sắp ra mắt rầm rộ quá rồi, nên giờ tôi cũng muốn làm thêm một cái dạng content giới thiệu chapter mới như mấy youtuber Dead by Daylight nước ngoài vậy thôi. Vậy mà không ngờ là cái video tin tức này nó lại hút view rất là nhiều. Chỉ 2-3 ngày là tôi nhớ là tôi được 4-500 view luôn á. 4-500 view là con số khủng khiếp với tôi lúc đó luôn. Và cái video mà giới thiệu chapter mới này, nó là cái video cao view nhất ở kênh của tôi trong một thời gian cũng khá là dài đó. Mặc dù bây giờ thì cái series Avenger là series mà tôi nhận được nhiều view rồi cũng nhận được nhiều sự yêu thích nhất, nhưng mà hai cái video này không bao giờ quên là mới thực sự là lúc kênh tôi bắt đầu có sự thay đổi. Tiếp theo thì kiểu thừa thắng xông lên thôi mấy ông. Nhận thấy là cái video giới thiệu chapter Resident Evil á đang hút view thì tôi mới ra một cái tập Dead by Daylight Avenger tập 4 là tôi chơi trên server test. Bữa ngồi xem lại cái tập này thấy cái giọng nó nhát nhát mà nó thiếu tự nhiên sao á, kiểu như chưa bung nẹp. Mà hồi trước là tôi đã có kinh nghiệm livestream rồi nha, cũng là biết nói chuyện trước micro rồi ra sao rồi. Mà không hiểu sao chuyển từ livestream sang làm video thì cái giọng nó lại pha ke như vậy. Sau cái tập 4 này, rồi những tập 5, 6, 7, 8, 9 ở phía sau nữa, nó không có hút view, nó không có nổi bật được như hai cái video lúc nãy tôi nói với anh em. Nhưng mà nó cũng có lượt view ổn ổn, là tại vì nhờ hai cái video đó nó hút view á, rồi nó kéo mấy cái video Avenger này lên. Tới tận tập thứ 11 thì mới có thể nói là kênh tôi đã có một số lượng người xem ổn định. Không, lại là một tập liên quan tới Godfrey đó. Thấy còn Godfrey có duyên với tôi ghê giờ. Rồi sau cái tập này thì kênh bắt đầu lên tàn vậy đó. Không có video nào hay là có cái mốc nào mà kênh tôi nó tăng kiểu đột phá, tăng một cái đường thẳng băng luôn. Nó cứ lên kiểu từ từ. Nhưng mà được cái là nó cũng không có bị tuột phải không. Thậm chí hai lần up của tôi tính phỏng phỏng là chắc cũng gần 5.5 á. Nhưng mà nó cũng không có bị tuột sấp, chỉ là không tăng mạnh như bình thường thôi. Giờ ngồi dòm lại 100 tập Avenger, tập nào tôi cũng còn nhớ chút chút cái kỷ niệm khi mà làm cái tập đó trơn. Một số tập thì phải làm rất là cực. Thường thường tôi chơi 5-6 trận là xong. Có những tập tôi chơi mười mấy 20 trận luôn mà chưa tìm được trận nào ưng ý. Hoặc là một số tập nhớ là rất là đầu tư thời gian vô để làm thumbnail, nhưng mà mừng cái thì kết quả nhận lại được nó cũng ưng bụng. Hoặc là có tập tôi nhớ tôi xóa lộn dữ liệu mấy không, cái làm mất nguyên cái tập đã làm gần xong luôn, phải làm lại từ đầu rồi edit lại thu lại các thứ. Nhưng mà có một cái tập trong quá trình làm nó thì xảy ra một chuyện mà tới tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được mấy không. Đó là tập thứ 14, Chúa Tể Những Chiếc Tủ. Thời điểm mà ra video này là tháng 7 năm 2021, là thời điểm mà dịch Covid nó đang ở đỉnh điểm. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 là nhớ là 3 tháng ác liệt nhất luôn. Thì hôm đó tôi định là 8:30 là làm video. 8:15 mới rửa mặt cho tỉnh táo các thứ thì nhận được tin nhắn của bà chủ khu trọ, nói là có người mắc Covid ở nhà trọ kế bên rồi đã đem đi cách ly hồi chiều. Rồi nguyên con hẻm mà tôi ở là bị phong tỏa, là chặn đầu chặn đuôi luôn. Lúc đó nghe là hết hồn hết vía liền. Thời điểm đó nghe có người mắc bệnh là đã sợ lắm rồi, mà giờ người mắc bệnh còn kế bên nhà của mình nữa. Chưa kể hẻm bị phong tỏa thì đủ thứ lo, như là mua đồ ăn, đồ uống, rồi nhu yếu phẩm rồi ra sao. Chưa nói tới việc là tôi ở một mình nữa. Nhận tin xong là coi như đầu óc tôi rối nùi luôn, vừa sợ mà vừa lo nữa. Lúc đó biểu tôi ngồi vô bàn chơi game rồi tấu hài cười hố hố như bình thường thì đúng là quá sức luôn á. Không có đầu óc nào lúc đó để chơi game nổi. Nhưng mà nếu lúc đó tôi không có ngồi vô bàn chơi game làm video liền á, thì chắc chắn tôi sẽ không kịp ra video vào cái ngày chủ nhật sắp tới. Tại vì tôi chỉ có thời gian làm video
vào buổi tối thôi, nên tôi phải ra kế hoạch được rất là chi tiết, như là hôm nay là phải xong cái gì, rồi ngày mai là phải xong cái gì. Nếu mà một ngày chỉ bị chệch khớp ra thôi, thì chủ nhật tuần đó là tôi không thể nào ra video kịp. Mà nếu kéo qua ngày thứ hai tuần sau á, thì nó lại sát cái ngày thứ năm, lúc đó công việc nó lại càng dồn nhau hơn. Mà khổ nỗi lúc đó là kênh tôi nó đang lên, tôi không có muốn bỏ lỡ bất kỳ cái ngày ra video nào hết á. Tại một tuần ra video tôi nhớ lúc đó là tôi còn thấy ít á. Suy nghĩ như vậy rồi nên cũng ráng ngồi vô bàn mà chơi game tấu hài cái thứ. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà mới thấm thía cái câu là bên trong héo nhưng mà bên ngoài cũng phải ráng mà tươi đó, phải không? Nhớ lúc đó ngồi cười hố hố mà kiểu trong bụng nó trăm ngàn suy nghĩ. Nhưng mà cố gắng lay lắt rồi nó cũng xong được video. Sau cái lần đó tôi mới suy nghĩ là làm content YouTube kiểu này nè, cái việc mà học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân á, nó quan trọng khủng khiếp nha. Tại đâu phải lúc nào ngồi vô bàn làm video thì cái tâm lý mình cũng ở mức tốt nhất đâu. Không chỉ có lần này mà rất là nhiều lần sau nữa, tôi cũng làm video, cũng tấu hài cái thứ, nhưng mà với tâm trạng tồi tệ cũng không kém á. Nhưng mà nhờ những cái lần đầu như vậy nè, nên những cái lần sau tôi cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Chính vì cái lý do đó mà tập số 14 này là tập mà để lại ấn tượng nhất với tôi trong toàn bộ 100 tập Avenger. Và tôi sẽ không bao giờ mà tới được tập thứ 100 nếu mà không có sự ủng hộ của anh em xem kênh. Cảm ơn em rất là nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ series Avenger của tôi. Mà dù đúng là có tập hay tập dở, nhưng mà tập nào tôi cũng nhận được sự ủng hộ hết trơn á. Nên nói gì thì nói, không thể nào quên cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các anh em. Rồi, video cũng gần 20 phút. Ai mà coi tới đây là đảm bảo fan cứng nè. Chứ người bình thường là vô thấy nói tào lao là người ta thoát trong vòng 3 phút đầu rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển qua phần Q&A, hỏi và đáp nha anh em. Lúc làm video tập 100 xong thì tôi có ghi thông báo là tôi muốn làm một video kỷ niệm, kèm theo đó là có phần Q&A là mấy ông hỏi và tôi sẽ trả lời. Trời, 224 comment á, không thể nào. Cảm ơn anh em vì đã tương tác ủng hộ rất là nhiều. Rồi, câu hỏi đầu tiên, anh có thật ngoài đời không? Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi duy nhất là sao ông mất tích gần cả năm mà không thông báo gì hết vậy? Khi tôi yêu cầu mấy ông hỏi câu hỏi là tôi biết chắc chắn là sẽ có người hỏi câu hỏi như vậy. Mà không chỉ ông này hỏi mà rất là nhiều comment khác cũng có câu hỏi tương tự. Thì tôi ốp hai lần đúng không? Tôi chưa bao giờ nói về cái lý do mà tại sao tôi ốp. Nhưng mà cái chuyện đó cũng không phải là chuyện gì quá kinh thiên động địa mà tới mức nói không được. Thì lần đầu tiên tôi ốp là vì tình trạng sức khỏe anh em ạ. Lúc đó là tình trạng của tôi phải nói là khá là tệ, thể chất hay là tinh thần luôn. Lúc đó là tôi cao có 1m7 à, mà thời điểm đó tôi nặng là 81kg à. Tròn quay à, cơ thể như vậy nên tình trạng sức khỏe nó đâu có tốt. Chưa kể là sức khỏe tinh thần tôi lúc đó cũng không có ok lắm. Tại vì lúc đó tôi có cảm giác tôi hơi bị trầm cảm nhẹ. Chính vì lý do đó nên tôi không có đủ năng lượng tích cực để mà tiếp tục làm video. Nên tôi ốp một thời gian. Trong thời gian đó là phải nói giảm cân cực lực luôn á. Tôi giảm được từ 81kg mà tôi giờ giảm còn 65 á mấy em. Sức khỏe tinh thần thì cũng nhờ cái tập thể dục để giảm cân, đồ ăn uống đồ, nó cũng tốt lên rất là nhiều. Đó là lần thứ nhất. Còn lần thứ hai tôi ốp á, ốp gần cả năm trời, là tại vì tôi chơi game Dead by Daylight quá nhiều nên tôi cảm giác như tôi bị bão hòa, bị burnout. Cái game này chơi vui thì cũng rất là vui nha, nhưng mà nhiều lúc nó cũng rất là stress nha mấy ông. Đặc biệt là chơi killer nó còn stress hơn nữa. Chính vì vậy tôi cảm thấy là
tôi cần phải ngừng chơi cái game này một thời gian. Nếu không là sức khỏe tinh thần mình có thể sẽ bị ảnh hưởng. Trong thời gian ớt, buổi tối nhờ vậy mà tôi có rất là nhiều thời gian rảnh. Tôi sử dụng thời gian đó để học thêm nhiều kỹ năng mới cho công việc chính của mình. Rồi tôi cũng có học thêm đàn, rồi học sáng tác. Và chơi rất là nhiều game khác nhau nữa nha. Tôi nhớ là tôi chơi Phá Đảo, Baldur's Gate 3, tôi chơi đi chơi lại mấy lần Resident Evil 4. Rồi tôi còn phá đảo Assassin's Creed Odyssey. Đặc biệt là tôi chơi game The Last of Us phần 1 mà bản trên PC á. Phải nói lâu lắm rồi mới chơi cái tựa game mà nó cho mình nhiều cảm xúc như vậy đó anh em. Nói chung tựa game đó quá là xuất sắc, một trong những tựa game tôi yêu thích nhất luôn á. Thì trải qua 2 lần ớt, cũng thú thiệt là không lần nào tôi có ý định quay trở lại. Nhưng mà cũng nhờ mấy ông ngày nào cũng vô hú tôi vậy. Đã đang lặn biển rồi mà ngày nào cũng bị hú lên hết trơn á trời. Tôi lặn vậy chứ ai comment gì là tôi biết hết trơn nha mấy ông. Đợt hổm tôi nhớ còn đọc cái comment ông nào vô đồn tôi đi lấy chồng. Trời ơi khẩu nghiệp nghe. Đợt đó đang cầm tô cơm mà xém rớt luôn á. Giỡn vui vậy thôi nhưng mà thật sự 2 lần tôi comeback là đều nhờ viewer cho tôi cảm thấy có động lực để mà quay trở lại. Rồi câu tiếp theo. Tôi đã bị anh Long lừa, đơ héo. Toàn người ta lừa tôi nào biết lừa ai. Tôi xem series này vì chất giọng từ tốn nhẹ nhàng khi giới thiệu nhân vật bà Phớt. Sau đó thì bị tiếng cười của anh làm tỉnh ngủ. Câu hỏi của tôi là công việc hiện tại của anh là gì và nó có ảnh hưởng đến sự chăm chỉ của kênh thời gian tới không? Cái công việc hiện tại thì tôi từng nói rồi á. Hiện tại công việc của tôi là lập trình Android app. Mà sắp tới tôi làm được app trên iOS nữa. Là mấy cái app điện thoại mấy ông hay xài á. Công việc này thì hồi trước nó chỉ chiếm tôi khoảng 8 tiếng một ngày à. Nhưng mà đó là hồi đó. Còn bây giờ tôi cũng làm lâu năm rồi thì mình cũng giữ những cái chức vụ cao hơn. Đồng nghĩa là cái khối lượng công việc của mình nó cũng phải nhiều hơn. Nhiều hôm tối tôi về tôi vẫn phải làm, nó mới kịp cái tiến độ công việc. Thì công việc chính đó ảnh hưởng rất là nặng tới thời gian làm video của tôi. Nên thành ra giờ tôi không thể cố định được lịch ra video như hồi trước. Đấy là rất là nhiều anh em muốn tôi ra video thường xuyên hơn. Nhưng mà mong anh em thông cảm là tại vì để có thể ra được video như hiện tại, tôi phải sắp xếp rồi tối ưu thời gian của mình rất là nhiều. Rồi nhín bớt thời gian ngủ nghỉ để có thời gian làm video nữa. Nên dù lịch ra video hiện tại nó không cố định, nhưng mà cũng mong anh em ủng hộ những video sắp tới nha. Câu hỏi tiếp theo. Anh còn tiếp tục cái series kể chuyện bé nghe không? Tôi thấy nhiều comment là yêu cầu tôi tiếp tục series kể chuyện bé nghe này lắm. Nhưng mà mấy ông đòi mà mấy ông có coi hay không? Không thấy cài view cho tôi gì hết chứ. Nói vậy thôi chứ đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là tôi thấy mấy cốt truyện của Killer á, rất ít Killer có cốt truyện hay. Không giấu gì mấy ông là tôi từng viết script và dịch xong cho cốt truyện của con Killer Singularity với con Skull Merchant á. Xong xuôi hết rồi mà tôi không thu âm và làm video. Tại vì hai cốt truyện của hai con Killer đó dở quá. Mặt bằng chung của con game này á, là tôi thấy ít Killer có cốt truyện hay. Như là mấy cái tập kể chuyện bé nghe mà tôi làm rồi là chỉ thấy con thỏ với con phun độc là hai Killer mà phải nói có cốt truyện nổi bật nhất. Còn mấy Killer có bản quyền như là Godfrey, Michael hoặc con heo chẳng hạn có cốt truyện hay. Nhưng mà cốt truyện của mấy con Killer đó là từ phim. Nếu mà làm video cốt truyện về những con Killer đó thì chả khác gì tóm tắt phim hết á. Bỏ công sức ra làm một video kể chuyện bé nghe thì ít ra bản thân tôi cũng phải thấy nó hay thì tôi mới xuất bản nó đúng không? Còn ngay cả khi bản thân tôi còn thấy nó dở quá mà tôi lại mong người xem của mình thấy hay thì đâu ra. Nên nếu mà tôi tìm được một Killer nào mà có cốt truyện ok thì tôi sẽ làm tiếp.
để làm một tập kể chuyện bé nghe thực sự nó còn tốn ít công sức hơn là một tập adventure nữa đó mấy ông. Câu hỏi tiếp theo, ông chính là người dụ dỗ tôi vào con đường Dead by Daylight này. Thay vì ra clip, ông có ý định lâu lâu livestream để giao lưu với mọi người hay không? Nói thì là rất là vui khi mà đọc thấy những bình luận nói là nhờ xem video của kênh tôi mà mấy ông có cảm hứng để chơi Dead by Daylight. Cảm thấy nó vui mà như lúc người ta donate chơi 100k vậy á. Mấy ông xem video thì thấy tôi như vậy, nhưng mà khi livestream tôi có thể không được như vậy đâu, có thể không tương tác được như vậy đâu. Tại vì tôi làm video quen rồi, mà phía sau mỗi video nó còn có sự chỉnh sửa, edit, hậu kỳ đồ nữa, chứ đâu phải vô game tìm trận rồi cười hố hố xong cái up video mọc lên đâu. Đâu dễ dàng như vậy đâu. Nhưng mà lâu lâu lên livestream như vậy cũng hay. Tương tác trực tiếp thì cũng có nhiều ưu điểm mà làm video không có được. Hơn nữa là hồi đó tôi livestream chưa bao giờ mà tôi được số người xem hơn 10 người hết á. Bình thường là 2-3 người à. Bây giờ nếu mà tôi livestream thử, tôi nghĩ tôi sẽ được nhiều người xem hơn á. Nên tôi sẽ suy nghĩ về chuyện livestream này. Câu hỏi tiếp theo, anh chia sẻ về khoảnh khắc anh thích nhất trong series này đi. Em nhớ nhất là khoảnh khắc anh bị cưa mập cam trong tập 49. Dễ thương nhờ. Trong nguyên cái series này, tôi nhay killer biết bao nhiêu là highlight, biết bao nhiêu lần mà tôi phải mạo hiểm để tôi làm xiết khỉ cho mấy ông coi. Vậy mà nhớ gì không nhớ, nhớ lúc cưa mập cam, trời nghe muốn xỉu ngang vậy đó. Nhưng mà để chọn khoảnh khắc mà thích nhất cũng khó, tại vì có nhiều khoảnh khắc mà tôi thích lắm. Có thể kể như là ở trong tập 37, tôi chơi bộ build mở tủ giả anh em. Đó là cái tập những trò lừa của chúa tể. Bộ build đó chơi thật sự rất là vui luôn á. Ở tập đó thì cái khoảnh khắc tôi thích nhất là ở cái đoạn bonus. Đó là lúc mà tôi lừa được thằng cưa mập bằng cái post mở tủ giả. Nó tưởng tôi đã nhảy vô tủ rồi, nó cưa vô tủ, nhưng thực ra là tôi đã chạy xa thứ 8 rồi. Câu hỏi tiếp theo, ông là người ở đâu mà nghe giọng hề vậy? Giọng tôi thực sự cũng không có hề lắm đâu, tại vì tôi muốn làm nó hề thôi, chứ giọng tôi cũng bình thường. Tôi là người miền Tây, Tiền Giang nha anh em. À, với lại lâu lâu tôi đọc bình luận thấy khen giọng tôi hay, nhưng mà thật sự mấy ông nào mà thấy giọng tôi hay là mấy ông gu mặn á. Giọng tôi nó nhiều trét, bén với nó hơi đanh, vậy mà mấy ông nghe ra hay cũng ghê. Mà thôi mấy ông khen thì tôi cứ cảm ơn thôi, nhưng mà tin hay không đó là chuyện khác. Giờ rồi thì tôi đã vừa đi nhanh xong cái phần Q&A. Tôi trả lời một số câu hỏi mà được nhiều người hỏi nhất. Anh em thông cảm là tôi không thể nào trả lời hết gần mấy trăm câu được, nếu không là video này chắc dài 8-9 tiếng luôn á. Trước khi kết thúc video thì tôi muốn nói về định hướng phát triển tiếp theo của kênh. Mà dù hiện tại tôi không có lịch ra video, nhưng mà ở tương lai gần thì tôi cũng không có định hướng là sẽ up như mấy lần trước nữa. Về content, bên cạnh Dead by Daylight thì tôi muốn thử sức thêm nhiều cái game khác nữa. Ở Việt Nam thì tôi thấy cũng có rất nhiều kênh YouTube làm đa dạng game mà người ta làm cũng rất là hay. Nên tôi cũng muốn thử sức khi mà làm nhiều cái thể loại game khác nhau như vậy. Học thêm cách edit video mới chẳng hạn. Biết là đã làm kênh YouTube chuyên về một game rồi, nếu mà chuyển sang làm game khác á, thì sẽ tuột view rất là thảm hại, mà cũng cực nữa. Tại vì làm game khác thì phải học cách chơi game khác, rồi học cách edit video cho nó phù hợp, và thay đổi cách dẫn dắt nữa. Nhưng mà nếu không thử thì mình đâu biết được là mình sẽ làm tốt được tới đâu, mình đâu biết mình sẽ đi xa được tới đâu. Nên thời gian tới, mặc dù tôi không bỏ hẳn Dead by Daylight, nhưng mà nếu mà tôi có ra những video về game khác thì cũng mong nhận được sự ủng hộ của anh em ha. Rồi, video cũng rất là dài rồi. Cảm ơn em rất là nhiều vì đã dành gần 30 phút cuộc đời nghe tôi nói xàm nha. Hồi ở video mừng 1000 sub đầu tiên á,
là tôi đọc từ script đọc ra thôi. Nhưng mà ở video này nè, mới thật sự là tôi ngồi xuống nói chuyện, chia sẻ một cách tự nhiên về hành trình đã qua. Một lần nữa thì cảm ơn em rất là nhiều vì đã ủng hộ kênh, và mong anh em sẽ tiếp tục ủng hộ ở những video sắp tới. Bye bye.